Mình chào tất cả các bạn. Đó, xa xa các bạn thấy không? Ngay cái thang đó. Bạn thấy cái gì không? Đó là cái cây mai mà hôm trước bị suy á. Mình có quay cái clip á, mình chia sẻ cách cứu cây mai bị suy á. Nó đó các bạn. Mình đang lặt lá đó, mình nhớ chực lại. Lúc trước mình có hứa các bạn là mình sẽ quay một cái clip gần Tết đó, mình sẽ quay một cái clip cho các bạn xem. Là mình nói là nó vẫn có bông đàng hoàng. Tại vì lúc đó khoảng tháng 5 tháng 6 gì đó, mình không nhớ rõ nữa. Mình có quay cái clip mình chia sẻ cách trồng á, cách cứu chứ. Thì các bạn nói là cây này chắc chắn là Tết không có bông. Mình mới nói là chắc chắn một điều là Tết nó sẽ có bông. Mình sẽ quay một cái clip. Đó, thì hôm nay mình đang lặt lá mai, mình nhớ chực lại. Mình mới quay cho các bạn coi nè, các bạn coi từ gốc lên rễ nè. Đó, quá trời nụ quá các bạn. Mặc dù là cái nhánh của nó ra khoảng 30 cm, có nhánh thì cỡ 10, có nhánh thì cỡ 5, nhưng nó ra nụ rất là nhiều. Đây, mình sẽ quay cận lại cho các bạn xem. Đó, ra nụ rất là nhiều. Thì hiện tại khoảng gần 6 giờ các bạn. Trời nó cũng hơi sụp tối rồi đó, cho nên mình ráng quay lẹ lẹ cho các bạn xem nè. Đó, quá trời nụ rồi các bạn. Đó, thì quay cái clip này làm hứa là phải quay các bạn. Đó, quá trời nụ không. Cây suy mà bây giờ mình cứu nó, Tết vẫn chơi bông được. Đó, mình lúc trước mình có nói rồi là mình có cách làm để chứng minh điều mình nói đúng. Thì hôm nay mình quay cái clip cho các bạn coi nè. Đó, hiện tại cái lo nó đang phát các bạn, cho nên nó hơi ồn, không biết các bạn có nghe rõ hay không. Đó, xa xa nhánh bên kia nè. Đó, quá trời nụ các bạn. Đó, thì mà lỡ mà ai của bạn bị suy á thì bạn nhớ coi lại cái clip mà hôm trước mình chia sẻ nha. Thì các bạn cứ làm y vậy đi là cây mai của bạn sẽ có sự sống liền. Đây, đi bộ đây qua cho bạn coi. Quá trời nụ, lúc đó đang suy nha, mình vẫn xà keo Minh Khang nha các bạn. Nè, bạn coi lại nè, đang kéo nhựa nè. Đó, thấy không? Lúc đó mình xài đó, mình có quay chia sẻ các bạn. Thì một chút mình sẽ chiếu lại một cái đoạn mà lúc mình cứu cây mai á, chiếu lại một đoạn cho các bạn nhớ lại nha. Thế lại mình sẽ để cái đường link cái clip đó ở dưới, các bạn nào có muốn xem lại á thì xem. Đó, nụ đã các bạn. Mặc dù nhánh của nó ra mới có miếng rồi bạn nè, nó bị ao nét. Đó, thì nói chung cái cây này đó, mình lặt vậy thôi, lặt cho nó đồng bộ thôi các bạn, chứ năm nay mình cũng không có xài nó nữa, tại vì cái hình nó chưa có đủ quá các bạn. Nhánh thì nó mới ra nhưng mà hình nó chưa có đủ, cỡ năm sau á bắt đầu nó hình nó mới kín, gọi là kín tàn các bạn. Nay thì mình mới cứu thì nó sống là mừng rồi các bạn. Mà Tết mà mình làm cho nó ra bông nữa thì quá tốt rồi. Cây này mình tốn hơi nhiều tiền các bạn, cứu nó mà mua thuốc xịn không á, đủ loại thuốc hết. Thì cái clip mình có chia sẻ đó thì các bạn cứ coi lại đi. Thì bây giờ mình lặt đúng không các bạn, Tết thì nó vẫn chỗ bông nha. Khi nó chỗ bông khoảng 2 ngày rồi mình sẽ lắc cái mặt có bông mình bỏ. Phải làm biết sao, mình sợ nó mất sức á, mình sẽ bỏ. Quá trời nụ luôn, lặt bỏ các bạn. Chứ năm nay như không có xài, lặt cho đồng bộ vậy đó. Có bông là khoảng để khoảng 2 ngày thôi, bắt đầu mình lặt bỏ. Còn miếng lá trên ngọn nè, mình đang bắt cái thang nè, mình lặt nè. Mình nhớ trực lại, trời ơi lúc trước có hứa các bạn mà, hứa phải giữ lời các bạn ơi. Ví dụ có bông hay không có bông gì á, mình cũng sẽ quay cho các bạn xem. Mà nay quá đạt rồi, vậy cái thuốc đó quá ok và cách đó làm quá ok. Cây nào mà các bạn có bị rơi vào trường hợp mà lỡ mà mua về mà trồng bể bầu hay để lâu mới trồng á, thì bạn cứ trồng theo cách của mình nè. Keo Minh Khang nè, lúc mình đang cứu nó đó, mình vẫn xài keo Minh Khang bình thường, đâu có gì đâu, tược vẫn bắn ra đào ào nè. Bên đây người ta đang cũng đang lặt lá mai nè. Còn bên đây nhà mình khoảng 5-6 người đó, đang lặt. Không tính mấy đường nít nè, tính mấy đường nít nữa nè. Cây này mới ghép nè, mới ghép á các bạn. Nụ nè. Đó, nụ đã không? Nụ bự vậy á, nhưng mà nó kịp Tết. Còn cái cây này nè, đây là cây mai dinh. Nụ vậy á, băng lặt, nhưng mà nó chỗ rất là lẹ nha. Đó, mai dinh chỗ lẹ hơn mai ghép. Mai ghép thì lâu hơn, cho nên cây này mình cứ lặt, tại vì mình không có xài á, nó lặt thoải mái. Đó, còn mai ghép á nó sẽ chỗ lâu hơn, còn mai dinh nó phát lẹ lắm, bắn cái da nụ liền, da nụ xanh liền.
Ủa, cái đặc cưng nữa bạn. Quay chiều này thì rõ ha, quay hơi lên á, trời nó hơi tối á, nên nó không rõ. Hôm nay là ngày 13 nha các bạn, 13 âm lịch. Nó quay lên cái nó bị ao 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 nét các bạn, cho nên mình phải quay từ trên xuống vậy nè. Để nói chung nè, mặt trời lặn luôn rồi, nè con coi nè, lặn luôn, hồng hồng nó lặn luôn. Trời lặn không đó các bạn. Đó, thực hiện lời hứa nha. Thì một hồi nữa mình sẽ để cái đường link á. Bây giờ trời cũng tối rồi, mình quay nó không được rõ nữa các bạn. Cho nên cái clip này mình kết thúc ở đây nha. Clip này mình quay ngắn gọn cho các bạn xem thôi. Rồi, chào và tạm biệt các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở cái clip sau nha. Rồi, bye bye các bạn. Cái xe nó chạy vô duyên rồi, đang nói nó chạy sùm luôn. Rồi, bye bye các bạn nha. Đầu nghề buổi chiều nữa bạn. Giờ nói chung cũng còn nắng. Đây, em nói đây. Đây bạn, này thì nó ra lá cũng ok rồi. Thì hôm bữa trời giông gió quá, cái lưới lan của nó bị bay luôn. Rồi bị sụp, cho nên mình gửi ra luôn. Rồi hôm qua thì chuẩn bị mình lấy thuốc mình chia sẻ cho các bạn. Thì mình có công việc đột xuất, cho nên hôm nay mình bắt đầu quay tiếp. Thì nó vậy là cái clip này mình quay trong vòng 2 ngày, hôm qua với hôm nay. Thì trời cũng mới mưa xong các bạn, tranh thủ mình quay cho các bạn. Thì mình chia sẻ cái này là mình chia sẻ thực tế trên cái cây này mình làm cái loại thuốc gì, mình xài cái gì á, thì mình chia sẻ cho các bạn hết nha. Thì cái này là làm theo cách của mình thôi. Giờ mới mưa xong nè, các bạn coi em nó nè. Từ dưới gốc nè, đi lên. Thì bây giờ hiện tại coi như là mấy cái tược nó ra hết rồi, coi như ở da full hết rồi. Bây giờ chỉ là đợi là thời gian cho nó ra kính tàn thôi. Rồi bây giờ chắc mình nói từ đầu đến đuôi ha, lúc mà mới bứng về sao sao đó. Để mình tắt mình lấy cái ghế lại cái. Thì nói chung là mấy cái cây này mình trồng á, mình định là không có làm clip, mà do nhiều bạn hỏi mình quá, kêu mình là chia sẻ cái cách trồng cái cây mà bị bể bầu cây si. Thì cho nên hôm nay mình mới làm một cái clip này để mình chia sẻ cho các bạn. Thì cho nên mình không có định là làm cái clip, cho nên mình không có quay lại cái công đoạn là lúc xả bầu, lúc tỉa cành, lúc thu cành đâu. Mình không có quay mấy công đoạn đó, cho nên bây giờ mình chỉ ngồi đây mình nói cho các bạn nghe. Và mình chia sẻ cho các bạn là mình xài cái loại thuốc nào và cách pha thuốc như thế nào. Thì đây là cái cách riêng của mình thôi, mình làm thấy nó hiệu quả thì mình chia sẻ đến các bạn. Thì như cái cây mình mới mua về đây, mình sẽ nói với cái công đoạn từ đầu đến cuối ha, cho các bạn dễ hình dung và dễ hiểu ha. Tại vì không có cây làm á, không có cây làm thực tế á, mình sợ các bạn xem và không có hiểu, cho nên bây giờ mình nói nha. Lúc mình mua cái cây á là trước Tết, nhưng mà kẹt hôm Tết á thì đâu có làm kịp đâu. Cho nên á là qua Tết mình mới trồng mấy cây này. Thì qua Tết cũng khoảng một tháng á mình mới trồng. Thì mình trồng từng cây chứ không phải là mình trồng một lượt. Mình mua lúc đó là 7 cây, thì mình trồng từng cây cho đến mà tới lượt cây của nó rồi đó, là lúc đó nó bị bể bầu. Thì đối với mình á, cái cây bể bầu hay cây không bể bầu gì á, khi mà mình mua về á, tất cả những cây mai của mình luôn, mình đều phá hết bầu đất. Phá hết hoàn toàn 100%, là coi như mình treo nó lên lủng lẳng phá hết bầu đất, mình lấy cái dầu giữa xe đó, mình xịt nó hết đất luôn. Thì cái cây này cũng vậy. Lúc đó mình đem về mình phá hết bầu đất, sau đó mình con mấy cái tàn lại cho nó đều. Thì cái cây này ý định ban đầu của mình là muốn giữ lại cái tàn, chứ mình không có muốn con vô sâu quá, cho nên mình quyết định là mình giữ cái tàn luôn, mặc dù nó đang bể bầu đất. Thì nói chung là cũng có mấy ông ở xóm á, ông kêu mình cái cây này mày phải thu tàn sát vô hết nó mới sống, tại vì nó bể bầu đất rồi. Mình nói không đâu, con có cách làm của con. Thì bây giờ mình làm thì cuối cùng mình cũng cứu nó sống rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn. Thì trước tiên là các bạn phá hết bầu đất, sau đó các bạn con tàn. Thì mấy bạn con tàn xong á thì các bạn nhớ sức keo liền sẹo. Thì cái keo mình sức keo liền sẹo này Minh Khang là cái thứ nhất. Sau đó đó mấy bạn mua cái thằng Super Thin cho mình. Thì hôm bữa mình đã xài hết một chai rồi, cho nên hôm nay mình lấy cái chai mới ra, tại chai kia mình cũng quăng rồi, để dứt bụi không các bạn. Đó, keo với một chai Super Thin với một chai B1 mà của Thái á, tại vì mình để bên kia rồi mình không có qua lấy.
với một chai B1 của Thái. Thì mới đầu xong mấy bạn mà con tàn xong rồi đó, mấy bạn sức keo, sức keo này nè, vô mấy cái đầu rễ, vô mấy cái đầu rễ xong rồi đó, rồi các bạn sức lên mấy cái tàn thân luôn, để bạn để keo cho nó khô. Sau đó trong thời gian mà bạn để keo cho nó khô á, mấy bạn lấy thằng Super Thin này, mấy bạn pha cho mình. Thì mấy bạn biết Super Thin này nó cũng có từ năm 1940 nè. Nếu mà tính tới thời điểm hiện tại bây giờ là 2021 ha, thì nó khoảng 80-81 năm á các bạn. Thì bây giờ mấy bạn lấy Super Thin, mấy bạn pha cho là 10ml cho 5 lít nước. Thì tùy theo mấy cây của mấy bạn á, cây bự cây nhỏ mà bạn pha, dù cây nhỏ thì bạn pha 10ml cho 5 lít nước là bạn đủ ngâm rồi. Còn dù mà cây bạn bự á thì bạn pha 50ml cho một cái thùng B. Thì cái thùng B thì khoảng 20 đến 25 lít đó mấy bạn. Rồi sau đó mấy bạn lấy thằng B1 của Thái Lan á, mấy bạn pha cho vô là 50ml trên 10 lít nước. Mấy bạn pha chung luôn á nha, pha chung với cái thằng Super Thin này nè, mấy bạn pha chung luôn. Còn nếu mà cây lớn cũng vậy thì bạn pha 10ml cho một cái thùng B. Thì như cây của mình á là mình pha 10ml cho một cái thùng B. Thì bạn pha xong rồi đó, thì cái cây của bạn keo nó cũng là vừa khô rồi, thì bạn bỏ vô bạn ngâm. Mấy bạn lấy cái chậu á, hôm bữa là mình lấy cái chậu á luôn, mình bít lấy đất á, bít cái lỗ lại, sau đó mình đổ nước vô, sau đó mình đổ thuốc vô, sau đó mình bỏ vô mình ngâm. Thì mấy bạn ngâm cái cây cho mình ít nhất là nửa ngày ha, ít nhất là nửa ngày cho mình. Đồng thời mấy bạn lấy vải á, mấy bạn quấn hết xung quanh cây cho mình, rồi bạn múc cái nước á, bạn tưới lên, múc cái nước bạn tưới lên cho nó ướt hết vải, để cho thuốc á bạn nó ngấm vô cái da cây. Thì các bạn trong vòng một ngày đó, thì các bạn rảnh giờ nào các bạn tưới giờ đó, tưới càng nhiều càng tốt. Nói chung là đừng có để miếng vải nó khô. Rồi trong thời gian mà mình ngâm cái cây á, thì lúc đó mình pha cái giá thể. Thì đây cũng là cách pha bên mình thôi, riêng cái cây này nha. Tại vì tùy theo cây và tùy theo trường hợp mà mình làm cái giá thể khác nhau, chứ không phải là cây nào mình cũng làm giống hết. Thì ở đây thường thì mình làm chấu sống với chấu đốt. Thì chấu đốt mấy bạn làm á, mấy bạn đốt á, mấy bạn chừa lại cho mình là khoảng 20% là coi như là đốt không có hết nha các bạn. Chịu khó mấy bạn vừa đốt mấy bạn vừa trộn á. Ở đây thì mình vừa đốt mình vừa trộn. Rồi tiếp theo là sơ dừa. Thì mấy bạn cứ là trộn tỷ lệ cho mình ba cái loại đó, tỷ lệ cho mình 1:1:1. Trộn tất cả lại với nhau. Riêng cây này thì mình không có xài cát nha các bạn. Rồi sau đó mình đổ vô cái chậu. Thì mình đổ trộn ba thứ lại rồi đó, mình đổ vô hơn cái chậu. Hơn nửa chậu cho mình. Mấy bạn đổ hơn nửa chậu cho mình. Rồi cái phần giá thể mà còn dư lại á, mấy bạn bỏ thêm sơ dừa cho mình. Như cái cây của mình á, như cây bự của mình á, thì mình bỏ thêm 2 thùng B. 2 thùng B sơ dừa, rồi bạn trộn đều vô. Thì nói chung là mấy bạn tùy chỉnh nha. Cái phần giá thể còn lại á, bạn tùy chỉnh đổ thêm sơ dừa. Ví dụ cây của bạn nhỏ thì bạn đổ ít lại, cây bạn bự á, thì đổ nhiều lên. Rồi mấy bạn trộn đều lại với nhau. Rồi sau đó mấy bạn bỏ lên. Sau đó mấy bạn bỏ lên á là coi như là cách qua một ngày rồi đó nha, là cái cây mình đã ngâm qua đêm rồi đó. Thì mình lấy cái cây ra, mình bỏ lên, sau đó mình nhét cái giá thể mà mình đã trộn thêm sơ dừa đó, mình ném chặt nhất có thể. Lấy kiếm cái mấy cái cây rồi bạn, mấy bạn chọt chọt chọt, nói chung là ém chặt nhất có thể, ém hết vô mấy cái đầu rễ luôn. Rồi, sau đó mấy bạn lấy giá thể còn lại á, đổ vô hết luôn cho mình. Rồi mấy bạn lấy nước á, mấy bạn xả. Mấy bạn xả vô ngập chậu luôn, rồi mấy bạn để cho nó rút xuống. Tại vì mình đổ vô á, cho nó ngập chậu nó rút xuống á, để cho nó bít hết mấy cái đầu rễ. Đồng thời mấy bạn vừa lấy tay mấy bạn ém luôn nha. Nói chung là ém càng chặt càng tốt. Rồi, thì trong lúc mà mình ém xong hết rồi á, mình tưới nước á, thì mình sẽ ngày hôm đó mình sẽ không có tưới cái thằng thuốc mà mình ngâm. Thì thuốc mình ngâm á, mình giữ lại nha, mình không có bỏ nha các bạn. Mình không có tưới, qua ngày hôm sau nữa, mình để qua ngày hôm sau và bắt đầu mình mới tưới. Thì các bạn tưới đều lên từ ở trên xuống cho mình. Coi như là tưới từ trên thân á cho xuống cho mình, ướt hết chậu nha. Mặc dù rễ của nó hiện tại đang là chỉ có khoảng nửa chậu thôi, nửa hình tròn á nha, nửa chậu thôi, nhưng mà các bạn nên tưới hết cái chậu cho mình để cho nó có cái độ ẩm. Thì các bạn tưới một lần vậy thì nó sẽ không hết đâu. Cho nên là các bạn để tiếp, để dành lại 3 ngày sau các bạn tưới tiếp, là coi như là hôm bữa đó mình để 3 ngày sau mình tưới là coi như là hết luôn á. Đó. Và đồng thời là các bạn không có gỡ miếng vải ra nha, vẫn để miếng vải luôn, tại vì cái cây này nó bự quá. Từ dưới đất nó lên nó khoảng 3 mét mấy á, mình đâu có cái bao gì đâu mình chùm lại. Cho nên á mình lấy vải mình quấn, và đồng thời mình tưới mấy cái thuốc mà mình ngâm á
mình ngâm rễ á, mình tưới lên, tưới lên cho mình. Thì sau 3 ngày mấy bạn đã tưới thuốc rồi đó, giờ cách 5 ngày sau. Mà đặc biệt nha, từ lúc mà mình tưới thuốc á, từ đợt đầu á, cho cách đến 5 ngày sau á, mấy bạn không được tưới nước nha. Không tưới nước cho mình, cách 5 ngày sau mấy bạn pha B1 cho mình, B1 của Thái nha. Mấy bạn lưu ý là của Thái nha. Mấy bạn pha 10ml trên 10 lít nước. Mấy bạn pha vào một cái bình, mấy bạn xịt. Mấy bạn xịt từ trên thân xịt xuống. Thì mấy bạn xịt từ trên thân xịt xuống vậy đó. Xịt ướt ở trên mặt giá thể luôn. Thì nói chung là một ngày á, mấy bạn rảnh giờ nào mấy bạn xịt giờ đó. Chứ không có là xịt một lần hay hai lần vậy, mấy bạn cứ rảnh giờ nào xịt giờ đó. Nói chung là đừng có để cái miếng vải đó, nó khô. Cứ để miếng vải quấn ở trên thân đó là coi như nó ẩm ướt cho mình. Còn cái nước tưới á, mình cũng không tưới luôn nha. Mấy bạn cứ lấy cái vòi xịt hay là nhà bạn có máy rửa xe gì đó, mấy bạn cứ trưa nắng á, mấy bạn vẫn che lưới lan nha. Trưa nắng á, mấy bạn cứ xịt đồng thời xịt nước lên thân, đồng thời xịt thuốc luôn, cứ mấy bạn cứ xen kẽ cho mình. Thì trong lúc mà mấy bạn xịt nước lên thân á, thì nó là cũng chảy ở xuống cái mặt giá thể rồi, cho nên là mình không cần mình tưới nước đâu. Mấy bạn làm vậy đó, thì làm khỉa cho mình 2 tháng, thì cây này nó khoảng là gần 3 tháng á, là bắt đầu nó đâm chồi. Thì trong khoảng thời gian đó, thì ngày nào mấy bạn cũng phải xịt nước cho mình. Ngày nào thì phải phun nước cho mình, thuốc thì cách 3 ngày đến 5 ngày mấy bạn phun. Thì tốt nhất á, cái đợt đầu á, thì cách 3 ngày cho mình. Từ lúc mà mấy bạn pha thằng B1 á, thì cách 5 ngày mấy bạn phun cho mình. Thì nước thì ngày nào cũng phải tưới cho mình, nắng mấy bạn tưới luôn. Rồi đến mà cái cây nó đâm chồi rồi đó, thì mấy bạn ngưng thuốc lại, ngưng thằng B1 và ngưng thằng Subbethin luôn nha. Lúc mà bạn thấy cây đâm chồi bạn ngưng liền, không có xài nữa nè, bắt đầu bạn tưới nước cho mình. Tưới nước thì một ngày một lần, tại vì cái cây này hiện tại thì nó vừa đâm chồi thôi, nó đâu có lá đâu, nó không cần hút nước nhiều, cho nên mấy bạn tưới một ngày một lần cho mình thôi. Cứ có lưới lan á, mát nhất có thể cho mình. Thì mình kết hợp hai cái loại thuốc lại á, thì nó giúp là tăng được cái hiệu quả cao, giúp cho cây á, thúc đẩy sinh trưởng, nó giúp phục hồi sức sống cho cây, và đặc biệt là nó không bị sốc khi mà thời tiết nó thay đổi các bạn, nóng với mưa đó. Nhiều khi mưa cái hồi nắng á, thì cái thằng Subbethin này á, nó giúp cho các bạn là không bị sốc khi thời tiết thay đổi. Rồi đặc biệt cái cây này là riêng cái giá thể là mình chỉ xài vậy thôi đó, thì cháu sống, cháu đốt với xì dừa, đặc biệt mình không xài cát. Giờ để mình đi lại, mình quay cận cái cây cho các bạn xem. Bạn coi nè, mấy cây này là mình chơi tối, mình chơi chi xích, mình xiền lại nè. Ở đây ăn trộm dữ lắm. Mấy cây này là cây tứ quý ghép nè các bạn. Coi dây xích nè, để tối để mình ấy lại, khóa nó lại. Thì lúc đó cái cây á, bị bể bầu á bạn, là cái da này nè, nó nhăn luôn nha các bạn. Mà mình làm cách đó là mình cũng có được đó. Thì mình xức keo thằng Minh Khang á, xức lên ngay mấy cái đầu á, xức lên ngay cái đầu giống vậy nè. Nè, xức lên để cho nó kích thích, nó kéo nhựa lên. Nó sẽ làm cho không bị tuột nhựa cái nhánh này. À, nhiều bạn thì mấy bạn xài keo nào mình không biết, mà mấy bạn cứ nói là xức keo lên nó bị kéo nhựa, không có da tược. Trời ơi, cái cây này nó da tược gọi là khủng luôn á mấy bạn xài keo nào vậy, chứ keo Minh Khang là đâu có đâu. Mấy bạn coi ngay mấy cái mà bị gãy nè, nó cũng là đâm nhánh ra luôn đó, bạn thấy không nè đó. Còn mấy cái lá mà đang bị như thế này nè, do là bị cái lưới lan nè, lưới lan ở trên đây nè, hôm bữa trời mưa quá nó bị sập, cho nên nó bị da nắng, cho nên bữa trưa là bắt buộc mình phải phun sương nước, cho nên là có nước lên á, mấy cái đầu lá này nè nó sẽ bị cháy. Nhưng mà không sao, cái đợt lá này coi như mình bỏ, mình không có xài, mình đợi mấy cái đợt lá sau. Thì các bạn cũng thấy nè, cái cây bên đây nè là chung một lượt với nó đó, nhưng mà người ta đâu có bể bầu đâu, người ta đã ra coi cái tàn quá xinh xơi luôn. Cái này mình mới tỉa bớt nè, tỉa bớt để mình sửa mấy cái nhánh lại cho nó đều cây. Còn nó nè bạn coi nè, nó cao khoảng 3 mét mấy, gần tới trên nóc nhà luôn á đó.
Bên này nó da quá xum xê rồi. Đi một vòng cho các bạn xem ha. Coi như tuột nó ra là full cây đó các bạn. Những cây bên đây nè, lúc mình trồng mình cũng sức keo mình khang nè. Nè các bạn coi nè, tuột nó vẫn ra đó, kéo nhựa vẫn kéo nè, tuột thì vẫn ra, ra rất là xum xê luôn. Quay vô bên trong đây cho bạn coi nè, như trong đây nè các bạn coi nè, trọt xém nó trúng mắt mình nè, cả trong thân nè mình sức nè, đó nó kéo nè, ở trên nè, ở dưới nè, đó rồi. Thì cái cây này là coi như cách cứu nó chỉ vậy thôi đó các bạn, mình làm sao thì mình chia sẻ hết cho các bạn nha. Rồi đó thì nếu mà các bạn có bị rơi vào mấy cái trường hợp đó thì các bạn cứ làm theo mình chia sẻ. Ồ, ở đây nó đâm vào nhánh, bị gãy nhánh nè, đâm vào luôn ngay chốc luôn. Thì các bạn cứ làm theo cái clip của mình thì sẽ cứu được cái cây của các bạn thôi. Còn mấy bạn nào mà có cách hay hơn á thì các bạn cứ làm, còn mấy bạn nào chưa biết á thì cứ làm theo cách của mình. Thì đây là cách riêng của mình thôi, mình làm thấy hiệu quả thì mình chia sẻ đến tất cả các bạn. Rồi ha, vậy đi, để cây này khi nào mà nó ra tuột nhiều nữa đó thì bắt đầu mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Ồ, nó ra từ trong thân mà ngay chốc luôn, mấy chỗ mà bị gãy nhánh luôn nè các bạn. Em chiếu gần cho các bạn coi. Đó, trên đó nè. Đó, quá tốt. Rồi, cái kinh nghiệm mình là vậy đó, mình thấy hay thì mình chia sẻ đến các bạn. Các bạn nào chưa biết thì cứ liệt làm theo cái gì đó, cái gì comment bên dưới, cái nào mình biết thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn. Rồi, bye bye các bạn.